đó. Ừ. Đó làm cái chìa khóa. Ấy. Làm cái chìa khóa. Không có đây buồn ngủ được hay sợ. Sợ giống bếp là giống đi luôn rồi bỏ câu. Già nữa, nói chung là chuẩn bị kém qua nói chung là thứ cái cầu mà có hoàn cảnh của em thì chị không có đi lùn công ty được, công ty thì chị cũng bị năng lực á, cũng nhân nghỉ có bao đứa con nhỏ thì chồng thì được phù hộ rồi mà có một cô chồng nữa và bà làm tuổi cái bà do cũng làm tuổi nữa nên là từ những cái điều kiện không có đủ kinh phí để tiếp chữa bệnh đó là cái 15 triệu là 15 triệu, còn tiền sữa không á là 2 triệu nữa. Nhưng mà do điều kiện không có nên là không muốn sữa. Bây giờ bên đây hình như là không có đủ tiền, tại vì không đủ tiền 15 triệu nên là khó chỉ cái lấy được 2 triệu.